Đây là clip về một câu chuyện có thật. Kính thưa quý vị và các bạn, những ai đang đang nuôi và đam mê con chim cu gáy, trong quá trình giao lưu cũng như là trao đổi mua bán với những khách hàng của mình thì Thao chim cu gáy cũng có một câu chuyện như sau. Đáng gọi cho em sớm thế. À, ừ đấy, mất mẹ nó hai con chim của anh rồi. Sao thế? Nó vào nó lấy mất nó bà mẹ chó. Làm sao bây giờ là nó làm thế nào mà nó lấy được? Nó bả mẹ chó ở cổng anh ấy. Chết cả một con chết mẹ chó. Thịt mẹ mấy chưa bảo của anh. Lấy mà thứ đồ mấy anh lại lấy để cho anh con kia thì để sau tối đem lại trong nhà. Đây em anh cũng treo ở chỗ cửa trước cửa như mọi khi của nhà em ấy, trước cửa đây. Bây giờ nhưng mà thế là thằng mẹ mất cả thời gian này mất cả con sáo nữa là nó mất hết anh ơi, thôi cả con sáo lần nhỏ nhất hết luôn. Để anh dậy núi cái là đi giải cái là thế ô chứ mẹ mất lại chim một chó thì mẹ đéo thấy gầu gì mọi dậy là mừng à. Thế là mẹ chó ở cổng cũng toi hết. Thế là chó toi mà nó trèo qua cổng nó vào nó lấy mất. Nó bảo chó trước nó vứt chắc nó vứt vào anh xích cách cổng 1 mét cơ mà. Một cách cổng 1 mét cơ mà đến thì nó hù con nhà mình tận đằng trong một tí. Vâng. Thế này mẹ mới nó bảo chó trước nó vứt chó trước thế mà buồn mình dậy chó mừng nay dậy mẹ chó nằm im mình mẹ thế mình ngó lên hai cái lồng chim đéo từ đâu. Thịt mẹ mình thì chết rồi, chó này chết này luôn rồi. À cái con chim của em đấy là em nói anh là em tiếc lắm bán cho anh em mất. Anh tiếc quá, anh điện ngay cho em lúc ấy vì vậy thế này mẹ mình chỉ chán quá từ ngày từ bên này đến nay có đi bắt con bắt hàng đâu. Anh ơi, em bảo là anh để ý xem là thời gian gần đây có ông nào anh khoe chim hoặc là ông nào đến ngó nghiêng thì nghiêng. Đấy đúng rồi. Đúng rồi, cái lồng ấy anh vẫn nhận được. Cái lồng ấy này anh vẫn nhận được cái lồng của em ấy chứ. Nó chỉ có cái bọn nó mẹ mới quanh khu này thôi. Hôm nay mình mua đến thì nó bảo là con này ngon đấy. Ai đấy anh bảo có con này người ai mới khen ngon mà. Nhé em. Cái nó ngủ địt mẹ mày thế mẹ. Con đấy thì để đâu gáy mà nó chịu chơi lắm. Nó. Mẹ gì này mẹ em chỉ nói cả con sáo nó phục hết luôn. À thế là mất một con chim gáy em bán cho anh con hay hay mới lại con sáo nữa. Cháu sáo lấy tất luôn. Ôi giời, thế là nó rình anh sẵn rồi. Em vì là nó cho chó ăn nó mới chó mi chết nó mới nhảy vào được. Có cái việc gì? Chứ còn vào nhà anh như là chó cổng nó thích cổng thế là nó to 2-5 cân cơ mà. À. Có 2-5 cân cơ mà. Chó nuôi được 2 năm nay rồi là 2-5 cân cơ mà. Phong Lan với chim 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 cảnh bây giờ bọn nó hay đi ăn trộm lắm. Thịt mẹ mình đéo ngờ đâu là chim nó chim ngon như thế này. Thì chắc chắn là những thằng này là những thằng quanh quẩn nó thấy anh thế thì nó mới động. Quanh quẩn thôi, để sau anh cứ để ý xem nó mà cái bọn nó có chào mào mà đấy mình thử mẹ mình nghe xem hoặc nào mình mình hỏi các cái thằng nó cũng có chào màu mà đấy xem là xem có thằng nào nó mới mua con cu không ấy nhở. Anh thử đi đặt vấn đề mấy cái cửa hàng chim quanh quanh đấy ấy, bảo là bây giờ thấy con chim nào đấy thì mình chấp nhận mình chuộc nhưng mà mình phải tìm ra thằng nào nó lấy để được rồi để... em có nhận được chim không? Anh chim anh đéo nhận được đâu, mới thì anh đéo nhận được. Con chim đấy thì em vẫn nhận được. Còn anh không nhận được đâu, mới thì không nhận được. Anh để ý là cái bên lồng thì anh nhận được luôn, lồng thì ok luôn. Lồng thì ok, thế là lồng thằng cu em nó vẫn chưa xuống à? Hả? Thằng cu em nó chưa xuống lấy lồng à? Chưa. Ôi thằng. À, không đâu thì là hôm qua thì anh đi thịt lợn cho người ta. Thì anh bảo hôm nay là này. Này thì anh bảo thằng cu em nó bảo là để mai nay anh đi thịt lợn từ 4 giờ cơ mà. Nó có điện cho anh không? Có. À. Thế thì rồi nay mai chứ đi hỏi xong 1-2 nữa là nhà thằng nào cứ bạn bè nó nuôi chim chà mào đấy là anh hỏi xem là mình đừng bảo mất xem thằng nào nó bị khô con thằng ấy là mới mua con cu ngon nghe đó. Mình cứ bảo là mình đang đi mua một con chim thật hay để đi biếu ngoại giao. Đấy. Vâng. Con chim đấy là phải gáy luôn để treo đâu. Bao nhiêu? Đấy. Vâng. Như thế tại vì con đấy nó đạt được như thế anh ạ. Rồi. Nói anh này con chim đấy là nó như thế này này.
Con chim đấy là ở bên lườn, ở bên dưới 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 lách cánh của nó ấy. Một ở một bên bên phải là nó có một cái lớp lông là nó bị tụt ra, mà bây giờ bắt đầu nó lên lông măng, nó phủ vào cái lớp da hở. Thế à? Anh cứ để ý con chim đấy là nó như thế nhá. Rồi 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 rồi. Chim đấy là nó Mình không biết là địt mẹ nó chắc nó mở ấy thì nó không để đâu, nó bán tận xa đấy, nhưng mà nó đéo bán được cái giá này đâu. Nhìn mẹ bọn này thì chắc là nó cũng đéo dám nuôi đâu. rồi rồi, nhưng mà mình cứ phải dặn mấy bủ sủ phụ Thì là may ra để thấy. nhá. Rồi sau lại lên hôm nào anh lên thì lại phải lấy quả này là chỉ ngay để ở ngoài thôi, còn tối là cho vào trong nhà. Bây giờ hôm vừa rồi 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 hôm vừa rồi em chơi mấy mấy thằng em nó ở trong xóm núi, em mua được 4 con là nó đều là hàng đỉnh đất. Hôm nào anh nên đưa bạn lên mà xem. Thôi mới lại bà nhưng mà sau anh lại phải mua một con nữa được kế vào chứ. Rồi rồi, đang bận tí nhá, Đấy. đang ấy gái rồi, lại sau nhá. Rồi rồi rồi. Rồi 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 em ơi. Rồi. Đây cũng không, câu chuyện này không có ý gì đến với người bị mất chim hoặc là có ý gì khác ngoài câu chuyện muốn chia sẻ để rút ra một bài học kinh nghiệm cho những người đang sở hữu những chú chim hay. Khách hàng của mình mua một con chim trị giá là 3 triệu rưỡi, và thực tế khi bán con chim đấy thì mình cũng cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà vì mình nuôi nhiều. Anh mang con chim về trong vòng 2 ngày, ai đến chơi thì cũng khen trầm trồ và anh rất tâm đắc với con chim đó. Đến ngày thứ ba thì một buổi sáng anh đứng dậy thì ngủ dậy đi ra ngoài hiên sân và thấy con chó nhà mình nằm ngủ như chết rồi. Anh đến lại gần, không, nó đã chết thật, chó nhà anh đã bị đánh bạ. Và theo một cái tư duy logic, anh nhìn lên trên hiên chỗ treo lồng chim thì không còn con chim quý của anh đâu. Anh thật là buồn và bàng hoàng. Lúc đó là 4 giờ sáng, anh không biết làm gì hơn. À, anh nghĩ ra người bán chim và anh gọi điện cho tôi. Đây là câu chuyện có thật, tôi không có ý gì cả. Nhắc lại một lần nữa, kể cả người mất chim có xem video này cũng mong thông cảm. Bởi vì mục đích của mình phát cái kênh Chim Cô Gái Hay này và phát video này để cùng giao lưu và chia sẻ với tất cả những người yêu thích nuôi chim và đang chơi chim. Chúng ta đã có những chú chim quý, chúng ta lên cho vào trong nhà và lên làm công tác an ninh rất là cẩn thận. Bởi vì chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua và chúng ta bỏ thời gian ra, chúng ta chăm. Khi chúng ta mất đi là mất đi cả một cái niềm vui chứ không phải đi mất mất tiền. Chính vì vậy, video này sẽ cảnh báo cho tất cả những ai đang nuôi chim thì sẽ cẩn thận. Bây giờ cũng rộ lên cái việc là một đêm ăn cắp bằng 3 năm nằm. Hy vọng rằng những ai có ý định đi ăn trộm chim của người khác cũng nên bỏ ngay, bởi vì phong lan và chim bây giờ cũng đã bị bất mất nhiều, và người chơi, người sở hữu họ cũng sẽ có những bức xúc và họ cũng sẽ có những cái phòng thủ nhất định, và cái việc ăn trộm thì không ai hoan nghênh cả. Cuối video mình không biết nói gì hơn. Xin chúc tất cả các bạn chăm con chim của mình tốt trong cái mùa đông của năm 2017, và chúc cho các bác và anh em bà con có một sức khỏe, có một thành công, và chúc cả chim cả chủ thật là tuyệt vời trong có những tiếng hót và có được cái sức khỏe tốt. Đặc biệt là lưu ý cho ăn những cái thức ăn nó chống được rét trong một quý mùa đông của năm 2017 sắp tới, bởi vì năm nay được dự kiến là rất là rét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.